Sau khi chủ hạng thành công, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra điều kiện để các cầu thủ có thể tiếp tục ở lại, đó là việc phải cắt giảm lương. Và cho đến lúc này, một số thành viên của đội bóng có biệt danh là Chiến Hạm Đỏ đã đồng ý với điều kiện này. Lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, ngay sau khi trụ hạng V-League thành công, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo bước đầu họ sẽ giảm 30% lương của các cầu thủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo một số nguồn tin, tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã đồng ý với yêu cầu này. Số cầu thủ còn lại đang cân nhắc về việc sẽ chấp nhận đi hay ở trong thời gian sắp tới. Trong những chia sẻ gần đây, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng đưa ra kế hoạch khá rõ ràng về việc cải tổ mạnh mẽ câu lạc bộ, đó là để cho ít nhất 1/3 đội hình hiện tại ra đi, nhiều chỗ cho các nhân sự mới. Bước vào mùa giải năm nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị cắt giảm mạnh nguồn kinh phí hoạt động sau khi nhiều nhà tài trợ xin rút lui. Mới tiếp quản đội bóng và giúp câu lạc bộ trụ hạng thành công, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía ban lãnh đạo. Ở mùa giải 2020, vị chiến lược gia này cũng từng để cho hơn 20 cầu thủ và các thành viên của ban huấn luyện câu lạc bộ Sài Gòn ra đi ngay sau khi giành hạng 3 V-League 2020.